Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 605. Bài này làm thông khóa vô cơ cơ bản 11, chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Nó nằm trong khóa cơ bản thôi, thực chất bài này thầy xếp ở dạng nâng cao. Đặc điểm của loại toán này là người ta tiến hành hai thí nghiệm. Và hai thí nghiệm này là hai thí nghiệm ở đây là hai thí nghiệm riêng biệt. Vì thế thầy sẽ có hai sơ đồ riêng biệt. Việc khó nhất trong hai sơ đồ này là phải chứng minh xem cái dung dịch sau phản ứng là trường hợp nào. Đó. Thế thì bài toán này người ta cho đơn giản hơn rất là nhiều rồi, bởi vì người ta cho kết tủa ở hai thí nghiệm là bằng nhau. Vì thế, với thí nghiệm dùng OH, H cộng nhiều hơn này, đây, thì kết quả là nhôm 3 cộng tạo ra là đúng. Trường hợp mà H cộng dùng ít hơn, thì muối A là OH 4 lần trừ dư là đúng. Đó. Sau khi có sơ đồ rồi, thầy dùng bảo toàn nguyên tố nhôm và công thức H cộng phản ứng bằng OH trừ bị mất là ok. Với sơ đồ thứ nhất, thầy có 0,1 bằng B nhân 1. Lý do, H cộng là 0,1 mol. B nhân 1 là bởi vì từ 4 sang 3 nó mất 1 OH. Vậy OH phản ứng sẽ bằng B nhân 1. Phương trình số 1. Với sơ đồ thứ hai, thầy có bảo toàn nguyên tố nhôm, thầy có là A trừ B ra nhôm 3 cộng. Dùng công thức H cộng, thầy có 0,3 thì bằng B nhân 1. Cộng với 4 nhân A trừ B. Cái này các em ok rồi, không vấn đề gì cả. Đây là phương trình số 2. Từ 1 và 2 các em suy ra được A bằng 0,15 và B bằng 0,1. Như vậy đáp án hỏi A là gì? A là bao nhiêu thì trả lời A bằng 0,15. Đáp án thì còn là D.